Và nơi đây có một ngôi chùa rất là lâu rồi. Đó là chùa Trường Thọ. Đó, chùa Trường Thạnh. Thông qua rất là nhiều video thì em tiếp nhận được rất là nhiều tin nhắn, sự chia sẻ của cô chú anh chị. Thì hôm nay là một ngày rất là vui khi mà được rất là nhiều cô chú anh chị đã comment, kết bạn Facebook, bởi vì cô chú anh chị đã thấy những cái đường link chia sẻ của những người bạn, những người những cô chú đã từng xem kênh. Ở đây là đường Phan Văn Trường và nơi đó có cái hẻm. Theo là chia sẻ của chú Benjamin Bùi thì ngày xưa chú còn ở trong cái hẻm đầu hẻm này ha. Và hôm nay có dịp chúng ta lại nhìn lại con đường này và những con hẻm này, chúng ta sẽ đi vô chợ trái. Chúng ta vừa qua cái quán hủ tiếu Tân Hưng. Ở đây thì rất đông bà con ở trong cái. Thông qua đây thì em cũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Một số hình ảnh ở cung đường Gia Sinh về đêm và đi đến chợ trái gửi cô chú anh chị. Nếu chúng ta ngày xưa đã từng ở khu vực này thì mình cũng có cái nhìn về ngôi chợ này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và bạn ngày mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Hiện tại chúng ta đang đứng ở đây là đường Trần Hưng Đạo. Và theo hướng camera đó là chúng ta sẽ đi về quận 5, chợ lớn, khu vực Châu Văn Liêm, Tổng Đốc Phương, rồi chợ Thái Bình, chợ Hòa Bình. Thì trên trục đường Trần Hưng Đạo theo hướng này thì chúng ta sẽ đến những địa điểm đó ha. Và trước mặt chúng ta đó là cái ngôi trường rất là xưa rồi. Thì theo em tìm hiểu và theo sự chia sẻ của các cô chú anh chị thì đây là ngôi trường nữ sinh ngày xưa và ngày nay có tên là trường Sanderman. Và phía sau cái dãy trường này là một cái công viên mà ngày xưa là cái nhà ga xe lửa. Thì theo lời chia sẻ của cô chú anh chị là như thế ha. Hôm nay phía sau đó là công viên 23 tháng 9 và phía sau nữa đó là khách sạn New World. Và hành trình hôm nay em sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về một cái con đường, đó là con đường Gia Sinh, một cái hình ảnh của Sài Gòn về đêm, một cái khung cảnh mà có lẽ đã từ lâu rồi các anh chị và các bạn đã không có dịp nhìn thấy những hình ảnh này ở Sài Gòn, nếu như chúng ta đã rời xa Sài Gòn rất là lâu rồi ha. Thì hôm nay em sẽ mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng khám phá một con đường Gia Sinh ngày hôm nay nó như thế nào. Và mời cô chú anh chị chúng ta cùng khám phá nha. Hôm nay mình đi khung cảnh về đêm cho nó thú vị, nhân cái chuyến đi bộ tập thể dục buổi chiều. Và Sài Gòn bây giờ là 8 giờ. Nơi đây chúng ta thấy có siêu thị điện máy Nguyễn Kim rất là lớn nhưng mà cũng rất là vắng. Thấy sự vắng hoe, vắng lặng của thời đại 4.0. Và nơi đây chúng ta thấy một cái đám đông quá trời đông, nhưng mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà thường thì đám đông thì không, chúng ta không nên tham gia, phức tạp lắm. Và phía sau đây là cái rạp hát Duyên Hồng, ngay cái giao lộ
Gia Sinh và Trần Hưng Đạo. À, thấy đám đông quá trời đông luôn. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ giao lộ Trần Hưng Đạo đi đến cái đường Gia Sinh, đi ngang qua chợ Dân Sinh, đi đến bến Trương Dương ngày xưa, để chúng ta hình dung được cái Sài Gòn về đêm ngày hôm nay nó như thế nào ha. Và bên tay trái chúng ta đó là một cái ngôi nhà rất là xưa cổ, đó là nhà của ông Nguyễn Văn Hảo, ông chủ của rạp hát Nguyễn Văn Hảo ngày xưa. Và hôm nay thì nó để không mà nhà để quan nè. Và ở dưới hình như người ta cho thuê lại bán những cái tấm bạc simili. Đây cũng là một cái video mà có rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn cũng thắc mắc, không biết ngày xưa con đường Gia Sinh này về đêm như vậy và hôm nay nó như thế nào. Và nhân cái chuyến đi bộ hôm nay thì em cũng mời cô chú anh chị chúng ta cùng khám phá cái khung cảnh về đêm như thế nào ha. Và nơi đây có một ngôi chùa rất là lâu rồi, đó là chùa Trường Thọ, đó, chùa Trường Thạnh, ngôi chùa Trường Thạnh. Và nơi đây là giao lộ của Hồ Văn Ngà năm xưa và ngày nay là Lê Thị Hồng Gấm. Với con đường Lê Thị Hồng Gấm ngày nay không có nhiều cái cửa hàng giày như ngày xưa. Ngày xưa thì rất là nhiều cái shop giày, người ta bán dọc dọc ngoài đường rất là nhiều luôn. Nhưng mà ngày nay thì không còn nữa ha. Cho thấy một khung cảnh điều hiu vắng lặng ở trên cung đường Hồ Văn Ngà ngày hôm nay, cũng là Lê Thị Hồng Gấm ngày hôm nay. Thẳng hướng này mình sẽ đi về Nguyễn Thái Học, trường Minh Đức. Một cái hình ảnh này gợi nhớ chúng ta ngày xưa, nếu mà nhà của chú anh chị đã từng ở đây thì mình có thể đi ra chợ Sài Gòn, chợ Bến Thành để mua sắm và vui chơi. Thì hôm nay nếu mà chúng ta đã có dịp về Sài Gòn thì mình cũng sẽ đi như thế này, đi dạo một vòng xem đường Gia Sinh của chúng ta như thế nào. Và đến đây là cái giao lộ của Trịnh Văn Cấn. Trịnh Văn Cấn hôm bữa thì em cũng có đi rồi ha. Một cái con đường rất là ngắn, rất là vắng, một bên dãy nhà và một bên là cơ quan công an. Đường Trịnh Văn Cấn, Trịnh Văn Cấn về đêm nè, với đầu đường là quán cơm tấm. Một lần nữa mời bà con mình cùng nhìn lại ha. Thông qua rất là nhiều video thì em tiếp nhận được rất là nhiều tin nhắn, sự chia sẻ của cô chú anh chị. Thì hôm nay là một ngày rất là vui khi mà được rất là nhiều cô chú anh chị đã comment, kết bạn Facebook, bởi vì cô chú anh chị đã thấy những cái đường link chia sẻ của những người bạn, những người, những cô chú đã từng xem kênh, và những cô chú anh chị đó cũng comment là ngày xưa ngày nay ở cung đường này đường kia rồi rất là nhiều. Và thông qua những con đường đó thì chúng ta lại có những con hẻm, và lần lượt em sẽ đi hết những cái lời chia sẻ của cô chú anh chị để gửi bà con mình xem những cái hình ảnh về một cái vùng đất Sài Gòn ngày nay.
Nơi đây là giao lộ Jackson và Nguyễn Thái Bình, cũng là Nguyễn Văn Sâm ngày xưa. Thì hôm bữa em có đi cái đoạn này rồi nè, và đến đây là bị mắc mưa và không có đi nữa, nên thành ra hôm nay chúng ta là sẽ có dịp nhìn lại ha. Nơi đây là ngã ba thôi, con đường này cũng không có quá dài nhưng mà cũng không ngắn. Khi đến cuối đoạn đường này là một cái rạp hát Kim Châu, và ở giữa giữa thì có cái nhà của chú Quả, ngày nay là Viện Bảo tàng Nghệ thuật gì đó. Hôm nay em cũng bên cạnh những cái lời kết bạn Facebook thì em cũng nhận được vài cái email và những cái sự chia sẻ, những cái lời chào hỏi rất là thân tình. Không biết cô chú anh chị đã xem từ lúc nào rồi, nhưng mà hôm nay thì cô chú mới gửi mail và chia sẻ. Bất ngờ vì sự quen biết của Vinh Lâm TV và Sunny Đoàn và Nam Việt, thì đó là những ông anh, những người bạn chơi rất là thân với nhau và cùng chia sẻ những cái hình ảnh về Sài Gòn để các anh chị và các bạn có dịp chúng ta nhìn lại. Và chúng ta đã đến đây là chợ dân sinh rồi nè. Chợ dân sinh về đêm thì không có mở cửa ha. Tất cả những cái cửa hiệu, những cái hàng quán phía trước cũng đóng cửa. Mình nhìn xem những hình ảnh này có quen thuộc hay không nha. Ngày xưa thì có như thế này hay không, và ngày nay nó như thế này. Và nơi đây là đường giao lộ đường Phan Văn Trường. Và phía sau chúng ta cũng là những cửa hàng điện nè, cửa hàng đồ điện mà bây giờ họ đã đóng cửa hết rồi. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Và đây là đường Phan Văn Trường, và nơi đó có cái hẻm. Theo là chia sẻ của chú Benjamin Bùi thì ngày xưa chú cũng ở trong cái hẻm đầu hẻm này ha. Và hôm nay có dịp chúng ta lại nhìn lại con đường này. Con đường này về đêm thì không có quá ồn ào, cũng không có tấp nập, chỉ có một vài xe đi qua lại thôi. Và những căn nhà xưa đó cũng đã dần dần sang lại cho những cái chủ mới, và những cái kiến trúc mới sẽ thay thế cho những hình ảnh cũ, nên thành ra những cái có những cái hình ảnh mà rất là mới nên bà con mình nhìn không có ra. Mình sẽ đi bên ngoài đi ha. Nơi đây là nơi đậu xe của những cái xe của hãng của công ty Toàn Thắng, rồi Quả Mai đi lễ đi về Vũng Tàu đó. Rồi mình đến đây là đường giao lộ Nguyễn Công Trứ và Gia Sinh. Và cuối đường chúng ta có một cái quán hủ tiếu mì, tiếu mì xương của chú Toàn. Quán có tên là Tân Hưng, hủ tiếu Tân Hưng. Và nơi đó có những cái cô bán đồ nhựa đó, cũng rất là lâu năm rồi ở khu vực chợ trái này. Và theo hướng này chúng ta sẽ đi về cầu Ông Lãnh nè. Cầu Ông Lãnh ngày hôm nay hình như là đang sửa chữa lại. Và bữa chúng ta có dịp đi thì chưa sửa chữa. Hôm nay hình như cầu đang sửa chữa và làm lại một số mỹ quan ở dưới gầm cầu. Không còn cảnh ngủ bụi của những cái những người họ lang thang ha.
cái đoạn này thì không có đông lắm, nhưng mà cũng so với ở đầu đường thì ở khu này cũng đông hơn, tại vì ở đây là ngôi chợ, và chợ đó là chợ Trái, và ngày xưa có tên là chợ Cầu Muối, chợ Gà, chợ Cầu Ông Lãnh. Do sau này nó bị cháy nên thành ra ngôi chợ chúng ta nó mang tên là chợ Trái luôn. Đó, chợ Trái về đêm nè. Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa vụ án lên đại phạm tội hình sự. Chợ Trái về đêm thì cũng rất là, nói chung là rất là nhiều người ngồi ở ngoài đường, và họ hóng mát. Và những con hẻm này chúng ta sẽ đi vô chợ Trái. Chúng ta vừa qua cái quán hủ tiếu Tân Hưng. Ở đây thì rất đông bà con ở trong cái trong xóm chợ Trái á, họ ra đường ngồi cho nó mát. Và phía trước mặt chúng ta đó là bến Trương Dương ngày xưa, và hôm nay đó là đường Võ Văn Kiệt. Và nơi đây là buổi sáng bán đồ nhựa nè, chúng ta thấy họ bây giờ họ đóng cửa rồi, mấy cô đó đóng cửa rồi. Và cũng có rất là nhiều người mưu sinh về đêm ở ngoài đường ở khu vực chợ Trái này, một ngôi chợ rất là lâu đời và rất là cũ rồi, không biết tồn tại bao nhiêu lâu nữa ở khu vực này. Và hôm nay thì em mời các cô chú anh chị cùng đi trên con đường Gia Sinh và đến ngôi chợ Trái này, để chúng ta cảm nhận lại một hình ảnh ngày xưa và ngày hôm nay nó như thế nào. Và nơi đây ngày xưa là một cái ngôi chợ, chợ Gà, và trước mặt chúng ta đó là cây cầu Ông Lãnh. Thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về quận 5, chợ lớn, và đi đến cao tốc Trung Lương, đi về miền Tây luôn. Và chúng ta nhìn xa xa bên đây, đó là những building, những chung cư ở bên quận 4. Và chung cư chữ M này là ngay chợ chợ Hãng Phân, và phía sau chung cư này đó là một cái chung cư Hãng Phân rất là xưa cũ rồi. Bây giờ Sài Gòn chúng ta nhìn thấy rất là nhiều sự chen lẫn giữa cũ và mới. Có lẽ không bao lâu nữa, một thời gian nữa thôi, thì tất cả đều sẽ mới hết, và những hình ảnh xưa cũ này sẽ trở thành kỷ niệm. Thông qua đây thì em cũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Một số hình ảnh ở cung đường Gia Sinh về đêm, và đi đến chợ Trái gửi cô chú anh chị. Nếu chúng ta ngày xưa đã từng ở khu vực này thì mình cũng có cái nhìn về ngôi chợ này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Bye bye.